Chào các em đã đến với bộ môn hóa học chính. Các em lưu ý, biểu tượng giấy bút dùng để nhắc nhở đây là nội dung ghi bài. Trước khi bắt đầu học những nội dung mới, chúng ta cần bổ sung một số kiến thức theo yêu cầu từ Sở Giáo dục. Từ hóa 8, chúng ta đã biết hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng. Vậy, trọng tâm của hóa học là chất. Chất được chia thành hai loại là đơn chất và hợp chất. Đơn chất có đơn chất kim loại và đơn chất phi kim. Hợp chất có hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ sẽ được học ở học kỳ 2, lớp 9. Còn bây giờ, chúng ta sẽ nhắc lại các kiến thức về kim loại, phi kim, hợp chất vô cơ. Đầu tiên là phần gọi tên chất. Nếu như trước đây chúng ta có thể gọi tên chất bằng tiếng Việt hoặc phiên âm tiếng Việt, thì từ năm học 2021-2022, bắt đầu gọi tên chất bằng danh pháp hóa học theo Liên minh Quốc tế về Hóa học cơ bản và Hóa học ứng dụng, viết tắt là IUPAC. Nhắc lại, đơn chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học, nên công thức hóa học của đơn chất chỉ gồm một ký hiệu hóa học. Đối với kim loại, công thức hóa học chính là ký hiệu hóa học. Còn đối với phi kim ở thể khí, do phân tử thường gồm hai nguyên tử liên kết với nhau, nên công thức hóa học sẽ có dạng là A2. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách gọi tên mới của kim loại và phi kim. Các phi kim quen thuộc này sẽ được gọi tên như thế nào? Chúng ta cùng nghe. Carbon, sulfur, phosphorus, hydrogen, oxygen, nitrogen, fluorine, chlorine, bromine, silicon. Tiếp theo là một số kim loại thường dùng. Lithium, potassium, barium, calcium, sodium, magnesium, aluminium, manganese, zinc, iron, copper, lead. Tiếp theo là gọi tên các hợp chất vô cơ. Các hợp chất vô cơ được chia thành 4 loại: oxit, axit, bazơ và muối. Đó là gọi theo cách cũ. Theo cách mới, chúng ta có oxit, axit, bay, muối. Oxit được chia thành 2 loại: basic oxide và acidic oxide. Khi gọi tên basic oxide, chúng ta sẽ gọi tên kim loại kèm hóa trị và kết thúc bằng oxide. Ví dụ, MgO, CuO, Fe2O3, Fe3O4 sẽ được lần lượt gọi tên như thế nào? Magnesium oxide, copper 2 oxide, iron 3 oxide, iron 2 3 oxide. Còn tên acidic oxide sẽ được gọi bằng tên phi kim có kèm tiền tố cộng với oxide có kèm tiền tố. Ví dụ, carbon dioxide, sulfur trioxide, diphosphorus pentoxide. Khi gọi tên axit, nếu là axit không có nguyên tử oxygen thì bắt đầu bằng hydro, sau đó đến tên phi kim và kết thúc bằng axit. Còn nếu với axit có nhiều nguyên tử oxygen thì bắt đầu bằng tên phi kim thêm đuôi x và kết thúc với axit. Với axit có ít nguyên tử oxygen, bắt đầu bằng tên phi kim thêm đuôi s và kết thúc bằng axit. Hydrochloric acid, hydrobromic acid, hydrofluoric acid, hydroiodic acid, hydrosulfuric acid, sulfuric acid, carbonic acid, phosphoric acid, nitric acid, sulfurous acid. Khi gọi tên base, bắt đầu bằng tên kim loại kèm hóa trị đối với kim loại nhiều hóa trị, kết thúc bằng hydroxide. Ví dụ, sodium hydroxide, calcium hydroxide, copper 2 hydroxide, iron 3 hydroxide. Muối, tên muối sẽ bằng tên kim loại kèm hóa trị đối với kim loại nhiều hóa trị cộng tên gốc axit.
Với gốc axit, chúng ta có các gốc sau: chloride, bromide, sulfate, carbonate, phosphate, nitrate, sulfate. Lấy một số muối làm ví dụ, chúng ta có sodium chloride, copper 2 sulfate, potassium carbonate, iron 3 nitrate, sodium hydrogen carbonate, sodium bicarbonate. Kết thúc phần gọi tên chất, chúng ta qua nội dung thứ hai cần phải bổ sung kiến thức, đó là công thức tính thể tích chất khí. Với cách tính cũ, ở điều kiện tiêu chuẩn không độ C một atmosphere thì thể tích chất khí sẽ bằng số mol khí nhân 22,4, đơn vị là lít. Năm học này có một sự điều chỉnh, không dùng điều kiện tiêu chuẩn nữa mà sẽ dùng ở điều kiện chuẩn. Với nhiệt độ 25 độ C, áp suất 1 pa thì một mol chất khí chiếm thể tích là 24,79 lít. Do đó, thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn sẽ bằng số mol khí nhân cho 24,79, đơn vị là lít. Lưu ý, điều kiện chuẩn ở đây là chuẩn nhiệt động học. Nội dung thứ ba cần bổ sung kiến thức là khái niệm về axit và base. Axit là những hợp chất có thể tạo ra ion H+, còn base là những hợp chất có thể tạo ra ion OH-. Hai nội dung này sẽ được giảng giải cụ thể hơn ở những bài học sau. Tóm lại, nội dung bổ sung kiến thức có 3 phần. Phần thứ nhất là gọi tên chất theo Dubac. Phần thứ hai là công thức tính thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn V bằng N nhân 24,79. Và cuối cùng là bổ sung thêm kiến thức về khái niệm axit và base. Chúc các em học tốt!